Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Quý Bố Chúa. Jiren và Moro đều là những nhân vật mang trong mình sức mạnh vô cùng khủng khiếp, mang tầm cỡ cấp độ vũ trụ trong Dragon Ball. Một trong những điều thú vị nhất mà giải đấu sức mạnh trong Dragon Ball Super mang tới cho người hâm mộ chính là nhân vật Jiren, một chiến binh cực kỳ mạnh mẽ đến từ vũ trụ 11. Và chúng ta phải công nhận rằng Jiren chính là một trong những đối thủ mạnh nhất mà Goku đã từng phải đối mặt. Còn về phần Moro thì hắn là một phù thủy cổ đại mới xuất hiện trong series Dragon Ball Super mới đây. Hắn chính là một mối đe dọa của cả vũ trụ thời cổ xưa, cách đây 10 triệu năm. Bản thân hắn là một thứ sức mạnh đáng sợ, có thể hủy diệt mọi sự sống trong vũ trụ này bằng cách nuốt chửng sự sống của cả hành tinh. Vậy câu hỏi ở đây là liệu Jiren, kẻ được mệnh danh là mang sức mạnh vượt qua thần hủy diệt, liệu có đánh thắng được ác nhân Moro trong một trận chiến 1-1 hay không? Chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu nhé. Một, tìm hiểu về Jiren. Jiren là một người khá lạnh lùng, cũng như cách mà Toppo đã hiểu lầm Goku là người gây ra sự hủy diệt cho 12 vũ trụ. Anh tỏ ra không thích Goku và yêu cầu Goku biến đi khi lần đầu gặp mặt. Chứng kiến vũ trụ 9 bị xóa sổ, Jiren không hề tỏ ra kinh ngạc. Là thành viên của biệt đội bảo vệ hòa bình, Pride Chopper, anh luôn được xem là một người đồng đội đáng tin cậy. Anh dũng cảm và không hề nao núng khi hạ gục Kale, kẻ gieo rắc nỗi sợ hãi trên sân thi đấu của giải đấu sức mạnh. Jiren luôn bảo vệ vũ trụ của mình như là một chiến binh chính nghĩa. Khi biết rằng trong giải đấu sức mạnh vũ trụ nào thua sẽ bị xóa sổ thì anh đã từ chối vì anh không muốn chứng kiến vũ trụ mình sống sót mà các vũ trụ khác phải hy sinh. Tuy lạnh lùng nhưng vẫn có lúc Jiren thể hiện được sự ngạc nhiên của mình, đó là khi anh bị giam giữ vào lồng thời gian của Hit và khi anh bất ngờ vì một chiến binh như Vegeta lại có thể đấm trúng được anh. Cuộc đời đau khổ khiến Jiren rất ít khi tin tưởng ai. Khi Toppo, người anh tin tưởng nhất, thất bại trước Vegeta thì Jiren cũng tỏ vẻ sự xem thường Toppo. Jiren từng là một cậu bé có cuộc sống hạnh phúc cho đến khi anh trở về nhà sau một ngày vui chơi và phát hiện ra rằng cha mẹ mình đã bị giết hại. Anh được cứu bởi một người và sau này ông ấy chính là sư phụ của Jiren. Kể từ đó, Jiren quyết tâm tập luyện, họ đã kề vai sát cánh chiến đấu với kẻ xấu đó. Nhưng sức mạnh của kẻ ác đó quá mạnh, đồng đội Jiren lần lượt nằm xuống, sư phụ của anh cũng đã hy sinh. Những người còn lại bỏ ước muốn trả thù mà quay về cuộc sống của họ, Jiren lại một lần nữa cô đơn. Anh quyết tâm tập luyện, sống một mình cho đến khi tham gia vào đội Pride Trooper. Đối với Jiren, sức mạnh là tất cả, sức mạnh là sự công bằng, khái niệm về chính nghĩa của Jiren khác với mọi người. Đối với Jiren, sức mạnh là chính nghĩa, những điều ấy đã thu hút thần hủy diệt Behemoth chú ý đến Jiren. Sau trận hòa giữa Son Goku và Toppo, Toppo đã nói rằng còn có một người mạnh hơn anh ở vũ trụ thứ 11 là Jiren. Trong suốt thời gian đó, cho đến khi giải đấu được khai mạc, chúng ta chỉ được nhìn thấy Jiren đang ngồi thiền tu luyện. Cuộc chiến mới thật sự bắt đầu ở tập 110 Dragon Ball Super, Goku lần đầu bước sang trạng thái Ultra Instinct Sai, dấu hiệu bản năng vô cực. Goku lao đến và tấn công Jiren với một tốc độ cực nhanh khiến cho Toppo và Dispo cực kỳ bất ngờ. Jiren tiếp tục chiến đấu với Goku và hai người tỏ ra ngang tài ngang sức. Nhưng giây phút trước khi Goku tung cú đấm cuối cùng, anh đã cạn kiệt sức mạnh và trở về trạng thái bình thường. Jiren đã dùng trường đẩy Goku về phía thật xa. Hit từ trong màn khói leo đến ám sát bất ngờ, nhưng Jiren lại hoàn toàn chặn được dễ dàng. Với sức mạnh và kinh nghiệm của mình, Hit đã dùng đòn thế mạnh nhất của anh và làm tê liệt được Jiren. Tưởng chừng Hit sẽ hạ gục Jiren với đòn thế cuối cùng thì không, Jiren đã thoát khỏi sự tê liệt và loại Hit ra khỏi sàn đấu chỉ với một đòn duy nhất. Sau đó, Jiren khẳng định rằng những đối thủ xứng tầm trên sàn đã không còn và anh bắt đầu ngồi thiền. Khi Goku đạt được trạng thái Ultra Instinct một lần nữa và anh bộc phát toàn bộ ki của mình lên thì Jiren mới chính thức mở mắt. Trận đấu giữa Jiren và Goku khi hoàn thiện bản năng vô cực tiếp tục bắt đầu và Goku chiếm thế áp đảo trước Jiren. Ngay sau khi Jiren nhận một cú đấm từ Goku thì anh đã tức giận và tung hết toàn bộ sức mạnh. Cả hai tiếp tục trao đổi chiêu thức qua lại và Jiren có phần nhỉnh hơn so với đối phương. Jiren áp đảo Goku và tung đòn kết liễu, nhưng với sự dai dẳng từ một chiến binh Saiyan, Goku tiếp tục đứng lên chiến đấu và một lần nữa chiếm thế thượng phong trở lại. Vì Goku luôn nhắc đến sức mạnh niềm tin từ đồng đội nên Jiren thấy rất khó chịu. Jiren không hề có niềm tin về đồng đội, vì thế Jiren rất khó chịu với Goku. Anh thậm chí không kiểm chế được đã tấn công lên vị trí khán đài của vũ trụ 7. Nhưng Goku đã nhanh chóng đỡ được và Goku rất tức giận. Goku lao đến với tốc độ nhanh và đấm vào mặt Jiren. Cả hai đánh nhau và kết quả trận đấu dường như đã rõ khi Goku tung Kamehameha vào Jiren và Jiren cục trên sàn đấu. Cuộc chiến thật sự kết thúc khi Goku cùng Frieza đẩy Jiren ra khỏi võ đài. Vũ trụ 7 chiến thắng vì còn duy nhất Android 17 trên sàn đấu. Trước khi biến mất, vũ trụ 11 đã cảm ơn đến Jiren. Anh ngạc nhiên vì sao họ lại làm vậy, dù trước đó Jiren đã khinh miệt họ là lũ yếu kém. Son Goku bước đến và nói rằng anh muốn gặp lại Jiren. Jiren lúc này đã mỉm cười rồi biến mất. Số 17 sau khi chiến thắng đã ước rằng mong các vũ trụ thua cuộc sẽ được hồi sinh lại. Jiren cùng Toppo đứng ngắm nhìn ngọc rồng siêu cấp biến mất và mong một ngày sẽ đánh bại Goku. 2. Sức mạnh của Jiren.
Anh là chiến binh mạnh nhất của vũ trụ thứ 11. Anh có thể dễ dàng khiến Goku bất ngờ khi xuất hiện ngay phía sau lưng anh ta, điều mà không phải ai cũng có thể làm một cách dễ dàng. Trong trận đấu với Goku, Jiren không hề hấn trước Super Saiyan và Super Saiyan 2 của anh. Thậm chí Super Saiyan Code chỉ khiến Jiren dùng đến một ngón tay. Và Super Saiyan Blue kết hợp Kaioken nhân 20 lần cũng không hề làm cho Jiren thật sự cảm thấy khó khăn. Khi Goku đạt được Ultra Instinct thì anh đã chiến đấu ngang với Jiren, nhưng Jiren vẫn nhỉnh hơn anh rất nhiều. Khi Goku hoàn thiện bản năng vô cực thì với toàn bộ sức mạnh, Jiren vẫn có phần nhỉnh hơn Goku, nhưng càng về sau trận chiến thì Goku đã dần chiếm thế thượng phong trước Jiren. 3. Sức mạnh của Moro. Như chúng ta đã biết thì Moro là một tên phù thủy độc ác thời cổ đại sống đã ít nhất 10 triệu năm. Trước đó Moro đã phá hủy hệ sao Iragi và mang lại sự tuyệt chủng hàng loạt trên 320 hành tinh. Ngài Đại Kaioshin và Kaioshin phía Nam đồng loạt tấn công hắn nhưng có phần lép vế. Moro thậm chí có thể triệu hồi thiên thạch ngoài vũ trụ làm đòn tấn công. Hắn còn gây thêm bất ngờ khi hút kiệt năng lượng sống của một hành tinh gần đó rồi ngưng tụ thành một quả cầu năng lượng và nuốt chửng nó. Sức mạnh của Moro tăng lên sau mỗi lần ăn năng lượng, không còn cách nào khác nên Ngài Đại Kaioshin đã dùng toàn bộ sức mạnh của mình phong ấn thành công pháp thuật của hắn. Moro bị giam cầm bởi đội tuần tra viên Thiên Hà và bị kết án tử, nhưng không ai có khả năng giết được hắn. Moro có sức mạnh chiến đấu lớn, nhưng đáng sợ nhất là sức mạnh ma thuật của hắn. Hắn dễ dàng chiếm lợi thế khi đối đầu trực diện với hai vị cai tối cao nhất. Ngay cả khi pháp thuật bị phong ấn, cũng không ai có thể giết được hắn nên đã phải giam cầm 10 triệu năm. Ma thuật của Moro có thể áp đảo Vegeta ở trạng thái Super Saiyan và Super Saiyan 2. Hắn dễ dàng né tránh các đòn tấn công của Moro, nhưng khi Vegeta sử dụng Super Saiyan Code, Moro đã không thể làm gì cả. Nhưng Moro vẫn tự tin cởi áo khoác và đe dọa rằng sức mạnh ma thuật của hắn có thể gây khó cho Vegeta. Khi đã nghiêm túc thì Moro có thể gây khó khăn cho Super Saiyan God Vegeta, nhưng đến lúc Vegeta dùng trạng thái vượt qua cả Super Saiyan Blue thì Moro đã bị áp đảo. Moro đáng sợ nhất không nằm ở sức mạnh của hắn, mà đáng sợ nhất là khả năng ma thuật nuốt chửng các sinh linh sống. Hắn ăn hết năng lượng của mọi sự sống để khiến hắn mạnh lên. 4. Jiren có đánh bại được Moro hay không? Có thể nói Jiren và Moro đều là những nhân vật mạnh nhất từ trước đến nay đã xuất hiện trong Dragon Ball. Để so sánh ai mạnh hơn ai thì thật là khó, vì thế chúng ta hãy lấy Goku ra làm tiêu chuẩn để đánh giá. Trong manga Dragon Ball Super, Goku đã có màn đối đầu với Moro khi hoàn thành xong khóa học với Merus. Lúc này anh được xem đã làm chủ được phần nào bản năng vô cực. Chúng ta hãy để ý rằng khả năng nổi bật nhất của Moro chính là hấp thụ sức mạnh của kẻ địch. Hắn ta có khả năng hấp thụ sức mạnh của mọi sinh vật, thậm chí là cả một vật thể chết như hành tinh. Và hầu hết những đối thủ của Moro thường là chưa đánh mà đã thất bại bởi khả năng này của hắn. Tuy nhiên trong trận chiến lần này thì hắn không thể sử dụng khả năng này vì Goku đang di chuyển rất nhanh trong trạng thái bản năng vô cực. Chính vì vậy chắc chắn hắn sẽ không áp dụng chiêu này đối với Jiren được, vì anh có sức mạnh gần bằng bản năng vô cực và không hề có điểm yếu về tốc độ và thể lực. Thêm nữa chúng ta được thấy trong manga của Dragon Ball Super thì Moro đã dùng sức mạnh của mình để đối đầu với Goku, nhưng hắn có vẻ lép vế hơn khi Goku, Jiren thì lại không như thế. Với sức mạnh thật sự của bản thân Jiren chắc chắn là mạnh hơn Moro rất nhiều. Vì vậy nếu thật sự sức mạnh của Moro chỉ đáng sợ về khả năng ma pháp của hắn thì có thể Jiren sẽ đánh bại được Moro. Có thể là không thể đánh bại một cách dễ dàng vì Moro cũng xảo quyệt không kém Frieza là mấy. Jiren chỉ cần cố gắng không đánh cắp năng lượng thì có thể đánh như tử con dê gian xảo này rồi. Nghe thôi đã thấy thích rồi, cộng đồng fan Dragon Ball trên thế giới hiện tại đang nóng lòng mong muốn manga Dragon Ball Super này được chuyển thể thành anime. Nếu các bạn thấy có ý kiến gì thì hãy để lại bình luận phía bên dưới nhé. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.